Theo thời gian, bạn có thể nhận ra là hệ thống làm mát máy tính của bạn đang giảm năng suất đáng kể. Nếu làm việc trong môi trường nóng bức hoặc là xử lý các tác vụ nặng như là làm phim này, thiết kế đồ họa thì việc máy tính quá nóng có thể gây ra những vấn đề về phần cứng. Video này thì mình sẽ tổng hợp một số mẹo đơn giản để giúp nhanh chóng làm mát máy tính khi sử dụng trong thời gian dài. Cách 1 là kích hoạt tính năng tự làm mát trong Windows. Các bạn cần nhấn vào phần tìm kiếm Control Panel. Sau đó các bạn chọn là phần System and Security. Tiếp đến là phần Power Option. Tại mục Power Option này sẽ có 3 chế độ cho các bạn là chế độ cân bằng, chế độ tiết kiệm pin và chế độ hiệu suất cao. Thì các bạn có thể chọn một trong 3 chế độ này và nhấn chọn vào trên Plan and Setting. Tiếp đến chọn vào trên Advanced Power Setting. Chọn xuống mục Processor Power Management. Tại đây thì sẽ có 3 giá trị hiển thị và các bạn cần kích hoạt Active ở trong phần System Cooling Policy. Sau đó các bạn cần đẩy thông số của phần Minimum Processor lên tối đa là 100%. Các bạn chọn Apply. Cách số 2 là kiểm tra các phần mềm đang chạy. Thỉnh thoảng thì sẽ có một vài phần mềm ứng dụng ốn khá là nhiều RAM. Có những phần mềm nó hoạt động và xung đột nhau và dẫn đến bị lỗi, bị treo. Tất cả những nguyên nhân đó đều dẫn tới là việc máy tính của bạn bị nóng lên. Thì chúng ta cần tắt bớt các cái ứng dụng chạy ẩn và các ứng dụng bị treo đơ đi. Để tắt các ứng dụng chạy ẩn thì các bạn nhấn chuột phải vào phần thanh taskbar ở bên dưới và chọn Task Manager. Tại đây thì nó sẽ hiển thị tất cả những ứng dụng đang chạy ở trên Windows của bạn. Các bạn cần tìm đến các ứng dụng không cần dùng cũng như là các ứng dụng chạy ẩn và tắt nó đi. Các bạn chọn ứng dụng cần tắt, chọn phần End Task. Vậy là ứng dụng chạy ẩn sẽ được tắt đi. Tiếp đến các bạn chọn vào phần Startup. Tại đây thì nó sẽ có một số ứng dụng tự hoạt động cũng như là tự kích hoạt khi khởi động cùng Windows. Các bạn cần tắt một số ứng dụng không cần thiết khi khởi động cùng Windows đi. Ví dụ như đây mình sẽ tắt cái phần Epic Game. Mình chọn Disable. Vậy là khi khởi động Windows thì ứng dụng này sẽ không được mở lên nữa. Cách số 3 thì các bạn cần biết một chút về kỹ thuật. Đó chính là chúng ta cần vệ sinh lại khe tản nhiệt của laptop. Sự tích tụ bụi làm tắc nghẽn tản nhiệt cũng như là các cái bộ lọc làm ảnh hưởng đến hiệu suất tản nhiệt của máy tính. Bụi bẩn là lý do mà luồng không khí trong hệ thống không được lưu thông một cách tối ưu nhất, gây ra hiện tượng là tản nhiệt kém cũng như là dẫn đến nóng máy. Chúng ta nên vệ sinh 6 tháng đến 1 năm một lần tùy thuộc vào môi trường sử dụng máy tính. Nếu các bạn sử dụng máy tính trong môi trường quá nhiều bụi, ví dụ như ở các công trường, xí nghiệp, thì các bạn nên vệ sinh máy thường xuyên hơn. Cách số 4 là tra keo tản nhiệt. Đây sẽ là cách giúp chiếc máy tính của chúng ta có thể hạ nhiệt được nhiều nhất và hiệu quả nhất. Qua một thời gian sử dụng thì phần keo tản nhiệt sẽ bị khô và tạo ra các khe hở khiến cho cái việc tản nhiệt không còn hiệu quả nữa. Lúc này thì chúng ta cần tra lại lớp kem tản nhiệt là vô cùng cần thiết. Dùng cồn để làm sạch CPU và sau đó lau khô, lấy một lượng keo vừa đủ bằng hạt đậu và tán mỏng trên bề mặt CPU. Sau đó thì các bạn cần lắp lại phần bộ phận tản nhiệt vào laptop. Trên đây là video tổng hợp 4 mẹo nhanh và đơn giản giúp các bạn có thể nhanh chóng làm mát máy tính khi sử dụng trong thời gian dài. Hy vọng video này đem đến nhiều thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho chúng mình một like và một subscribe để chúng mình có thể ra nhiều video hữu ích hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.